Hello mọi người, ok, hôm nay Trinh có một số những cái scenario, những cái tình huống mà từ những anh chị em, từ những anh chị chủ tiệm nail lớn, ok. Trinh ơi, chị bán hết tài sản, nhà cửa, ok, gom hết 2 triệu tiền mặt và chị đem tới Florida để build 5 tiệm nail lớn. Hiện tại do Covid, ok, thợ không có, and then chị cần bán gấp, bán lỗ cũng được. So khi mà Trinh nghe qua những cái scenario này á mọi người, Trinh rất là có một cái design, một cái ao ước là làm sao để mình chia sẻ tất cả những cái thông tin này để đến cho tất cả anh chị em mình người Việt Nam tại Mỹ. Trinh nói thật như vậy, rất là nếu mà mọi người có một cái người cố vấn, nếu mà mọi người có một cái người you know bên cạnh mình hiểu được những cái việc mọi người làm và có những cái advice, những cái lời khuyên, những cái lời đề nghị để mà you know, để giúp cho anh chị em mình thì không đến nỗi mà phải bán hết gia tài rồi gom hết tiền rồi đi rồi you know rồi không còn một cái gì hết thì trên nghe tới mình rất là buồn cho họ. Ok, so cái điều đầu tiên trên muốn nói với mọi người là tiệm nail không phải là tài sản, nên chúng ta không được phép, như nó không được phép, không đúng, không bao giờ không khôn ngoan nếu mà chúng ta làm như thế này. Không bao giờ, tại vì nó là phương tiện kiếm tiền chứ nó không phải là tài sản. Chỉ có bất động sản là tài sản, chỉ có vàng 4 số 9 là tài sản, mọi người nhớ không? So nên cái phương tiện làm ra tiền này, cái business này, ok, anh chị em phải đi mướn landlord mặt bằng này kia. Nếu mà trễ cái mặt bằng, tiền mặt bằng một tháng thôi thì đã bị landlord lock you out rồi. Nên nó có thể disappear, nó có thể biến mất next day, you don't know yet. Có nhiều cái chủ tiệm nail mà tới 30.000 cái tiền rent. Trên nghe xong là trên nói thả tay luôn rồi, you know, so it's too much to carry. So đó là một cái bài học rất lớn. Cái điều thứ hai là không bao giờ đưa hết tài sản của mình đi ra thị trường hết. Mình chỉ đưa 10%, 20%, 25% cho ngân hàng ăn một tí cũng được. No problem, win-win situation mà, right? So không bao giờ đưa hết tài sản mình ra and then xoay sở. Ai mà cho mượn tiền mà xoay sở được, you know? And then nói là tôi bỏ 2 triệu, tôi muốn cash out ra 2 triệu. Không bao giờ, tại vì nó chỉ là phương tiện thôi. Anh chị em đi ra mà mới mở tiệm mà vài tháng hay là một năm, chưa tới 3 năm thì ngân hàng nào mà cho vay nếu không có tài sản thế chấp vào. Và tài sản thế chấp là gì? Đi cho ai đó vay vài ngàn đô, vài trăm ngàn, vài triệu, mình cũng phải nắm được cái tài sản mà nó có giá trị tương đương với cái số tiền mà họ vay chứ, right? Để làm chi? Lỡ có chuyện gì, lỡ người ta bệnh đau ốm, bệnh tật khủng bố hay là khủng hoảng tài chính hay là bất kỳ cái gì xảy ra thì mình cầm cái cán rồi mình yên tâm mình ngủ ngon chứ, you know. So đây là cái bài học rất lớn và trên khuyên anh chị em rất nhiều. Thứ nhất là gì? Hiểu biết rằng business, chủ tiệm nail, nhà hàng hay là bất kỳ cái gì đó là business thì nó chỉ là phương tiện kiếm tiền thôi. Không nên đầu tư dốc hết 12 cái trứng của mình vào một cái basket như vậy, ok, chia nhỏ ra. Điểm thứ hai là vay tiền ngân hàng làm ăn. Vay không phải là vì mình nghèo nha, mà vay, người đi vay mới là cái người khôn ngoan đó mọi người. Mình có 10 đồng, mình chi ra 2 đồng để mình đi làm ăn. Bên kia nó bỏ ra 8 đồng còn lại, ngân hàng nó bỏ ra 8 đồng còn lại để 8 đồng còn lại phòng thân chứ. Hoặc là bỏ vào một cái dự án khác để làm ra tiền thêm chứ. You know, bỏ hết 10 đồng rồi còn gì nữa đâu. Lỡ có chuyện gì next day, a lot of chuyện gì xảy ra, right? So be careful that. Đó là cái điều mà trên rất là tiếc và mình mong muốn là tất cả những cái agent team của mình cũng vậy. Khi mà nghe pick up một cái phone mà nghe những cái câu chuyện này thì phải khuyên biết đủ để khuyên và advise cho những người khách hàng của mình. Okay, so okay, bye bye.